Ngọc Thơ, Thời báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lật tẩy tham nhũng trong vụ án chuyến bay giải cứu Báo BBC Tiếng Việt ngày 16 tháng 7 có bài viết phân tích về tình hình chính trị và tham nhũng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo đó, BBC phỏng vấn nhiều chuyên gia nói rằng vụ chuyến bay giải cứu là một vụ án nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng tại Việt Nam. Nhiều quan chức cấp cao thuộc nhiều bộ ngành khác nhau đã bị đưa ra xét xử, bao gồm cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và cựu trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Quang Linh. Hình ảnh bài viết trên báo BBC. Vụ án này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Bộ Ngoại giao Việt Nam và tạo áp lực sau hậu trường trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 vào năm 2026 tuy nhiên quyết định xét xử các quan chức cấp dưới cũng đồng thời nâng cao cơ hội minh bạch và giám sát trong chính phủ theo lời giáo sư zachary abuja từ đại học national war college mỹ nói với bbc news tiếng việt theo bbc ban đầu các chuyến bay giải cứu được triển khai bằng cách hành khách tự trả tiền vé nhưng các chi phí khác trong quá trình cách ly do quân đội hỗ trợ tuy nhiên sau đó đã xuất hiện các chuyến bay combo đòi hỏi hành khách phải trả toàn bộ các chi phí phát sinh. Trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, đã có hơn 1.000 chuyến bay được cấp phép, đưa hơn 200.000 công dân về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề xuất 772 chuyến, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu và 372 chuyến bay combo. Vụ án chuyển bay giải cứu đã gây tranh cãi và bàn luận về tình trạng tham nhũng về việc chi trả để có được một suất trên chuyến bay về nước. Các chuyên gia và nhà nghiên cứu chính trị nhấn mạnh trách nhiệm chính trị của các nhà lãnh đạo và sự cần thiết thực hiện các biện pháp kiểm soát và chế tài độc lập để ngăn chặn tham nhũng, minh bạch và công bằng trong quyền lực công cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tham nhũng theo BBC ủy ban kiểm tra trung ương là cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của ban chấp hành trung ương thực hiện kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo quy định của điều lệ đảng cộng sản việt nam giáo sư zachary abuja nói với bbc rằng đây là một cơ quan được dùng như một công cụ để chống lại các đối thủ chính trị khi tham nhũng trở thành đại dịch thì công cuộc điều tra chống tham nhũng ở việt nam sẽ luôn luôn được biến thành một loại vũ khí được dùng để chống lại các đối thủ chính trị, ông nói. Hình ảnh phiên tòa xử vụ án chuyến bay giải cứu. Nhà văn Trần Trung Đạo từ Pháp thì nhận định với BBC rằng Việt Nam bị đặt trọn trong tay một nhóm người nắm mọi quyền hành mà không có những biện pháp kiểm soát chế tài độc lập như tam quyền phân lập, tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, tự do báo chí, tự do phản biện của các tổ chức xã hội dân sự, thì chắc chắn đất nước đó sẽ còn xảy ra lạm quyền, tham nhũng. Ngoài ra, BBC cũng đề cập đến vấn đề tự do báo chí, đó là một khía cạnh quan trọng trong việc chống tham nhũng. Năm 2023, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, ASF, đã xếp hạng Việt Nam, tụt hạng gần đến đội sổ về tự do báo chí, đứng ở vị trí 178 trong số 180 quốc gia trên thế giới, chỉ trên Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo giáo sư Vũ Tường, giảng dạy tại khoa chính trị học, Đại học Oregon từ năm 2008. Một trong những yếu tố then chốt giúp kiểm soát tốt chính quyền chính là cần đạt được sự minh bạch và quyền lực công phải được kiểm soát. Nhân loại đã nghĩ ra nhiều cơ chế kiểm soát bao gồm đảng đối lập, bầu cử công bằng và tự do, tam quyền phân lập, hay ít nhất là tòa án tư pháp độc lập, tự do ngôn luận, báo chí và hội họp và kiểm toán độc lập ông Vũ Tường nói với BBC vụ án chuyến bay giải cứu đã làm sáng tỏ những bất minh trong việc quản lý và triển khai các chuyến bay cần thiết áp dụng các biện pháp minh bạch và kiểm soát chính trị để ngăn chặn tham nhũng và nâng cao đáng kể chất lượng và hiệu quả của chính phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm Đề với bản tin lật tẩy tham nhũng trong vụ án chuyến bay giải cứu số phận của Brigitte ra sao sau cuộc bạo loạn. Ngày 15 tháng 7, nhật báo The Sun có bài năm manh mối cho thấy Wagner Prigozhin đã chết hoặc đang ngồi tù. Hình ảnh bài trên nhật báo The Sun. Thời báo chấm d dịch và trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Tin đồn về bệnh ung thư, tóc giả và bí ẩn xoay quanh số phận của Jepsyni Briozin, người đứng đầu Wagner mất tích khi năm manh mối rùng rợn cho thấy gã điên nổi loạn đã chết. Suy đoán về số phận của Prigozhin đang lan tràn khi Điện Kremlin đưa ra một loạt các tuyên bố mâu thuẫn, trong khi vẫn đang kín tiếng về nơi ở của thủ lĩnh Wagner. Khi nước Nga gần như bị đẩy đến bờ vực, những sai lầm trong chế độ bạo chúa đã lộ ra cho tất cả mọi người thấy. Kiel Gills, một chuyên gia an ninh người Nga từ Chatham House, nói với The Sun, Chúng tôi không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào ông nhắc đến câu nói mang tính biểu tượng của Winston Churchill rằng nhìn vào chính trị Nga có thể so sánh với một cuộc chiến chó săn dưới một tấm thảm. Nếu Prigozhin được tha thứ cho tội lỗi của mình, thì điều đó cho thấy sự rối loạn và chia rẽ sâu sắc trong bộ máy nhà nước Nga khiến Putin rơi vào tình trạng rất nguy hiểm, Gilles nói. Gilles cho biết, việc thanh trừng những người không mong muốn hoặc bị thất sủng là hoàn toàn bình thường đối với chế độ Putin. Gilles cho biết Brigozin, người không còn gì để mất có thể đã mất tất cả nếu Putin thực hiện lời hứa trừng phạt kẻ nổi loạn Wagner. Nó xuất hiện khi một bức ảnh chụp Brigozin trong bộ đồ lót lan truyền trên Telegram làm giấy lên đồn đoán về nơi ở của lãnh chúa. Hình ảnh bức ảnh ông chủ Wagner đang trong một căn lều quân sự nhưng vẫn chưa rõ nó được chụp ở đâu và khi nào làm tăng thêm bí ẩn xung quanh số phận của ông ta. Các báo cáo mâu thuẫn cho rằng nó được thực hiện vào ngày 12 tháng 6 trước cuộc đảo chính thất bại của Prigozhin, trong khi những báo cáo khác lại cho rằng nó được thực hiện một tháng sau đó tại một căn cứ ở Osipovichi, Belarus. Cựu tướng Mỹ tuyên bố Prigozhin đã chết hoặc đang ngồi tù. Cựu lãnh đạo quân đội Mỹ Robert Aram đã tự tin tuyên bố trong tuần này rằng Prigozhin không có tương lai và nói rằng ông không tin Prigozhin còn sống. Ông nói với ABC News, tôi nghĩ Prigozhin sẽ lẫn trốn hoặc bị tống vào tù hoặc bị xử lý theo cách khác. Nhưng tôi nghi ngờ chúng ta không bao giờ gặp lại Prigozhin nữa. Khi được hỏi liệu Prigozhin còn sống hay không, Abrams trả lời, cá nhân tôi không nghĩ rằng Prigozhin còn sống và nếu còn sống thì Prigozhin đang ở trong tù ở đâu đó. Putin khẳng định đoàn Wagner không tồn tại. Vào thứ Sáu 14 tháng 7, nhà độc tài Nga khẳng định rằng Wagner, đội quân đánh thuê hùng mạnh thực hiện mệnh lệnh của ông ta trên khắp thế giới, không còn tồn tại. Những bình luận gây sửng số càng làm dấy lên suy đoán rằng bạo chúa của Nga đang ám chỉ một cách khó hiểu về cái chết của thủ lĩnh nhóm. Cuộc gặp giả giữa Putin và Prigozhin giữa những tuyên bố trái ngược nhau được đưa ra trong những người thân cận của Putin trong tuần này. Điều đáng ngạc nhiên nhất là cuộc gặp được cho là cửa sau giữa Putin và Prigozhin vào cuối tháng trước. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng Putin đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp bí mật với Prigozhin vào ngày 29 tháng 6, chỉ 5 ngày sau cuộc nổi dậy của ông. Tuyên bố kỳ lạ cho thấy rằng thay vì đến Belarus để thỏa thuận lưu vong, Prigozhin được chào đón trở lại các sảnh mạ vàng của điện Kremlin tuy nhiên không có hình ảnh nào về cuộc họp bị cáo buộc được công bố và các chuyên gia nghi ngờ về hội nghị thượng đỉnh khủng hoảng được báo cáo bao gồm cả tướng adams người đã đặt câu hỏi về tính xác thực của nó thủ lĩnh wagner mắc bệnh ung thư những người trong điện kremlin đã tuyên bố rằng chuẩn đoán ung thư của kẻ hiếu chiến có thể đã thúc đẩy quyết định khởi động cái gọi là cuộc tuần hành vì công lý của ông ta các nguồn tin cho rằng Brigozin đã trải qua nhiều lần điều trị tích cực cho bệnh ung thư dạ dày trước khi thuyên giảm. Trong một cuộc đột kích của FSB vào biệt thự ở St. Petersburg của Rigozin hồi đầu tháng này, người ta đã tìm thấy các tài liệu tương ứng với việc điều trị bệnh ung thư của Rigozin. Hình ảnh Prigozhin nói chuyện với Thứ trưởng Quốc phòng Nga Zunut Bezhevkurov, người có thể đã bị thanh trừng hai tướng hàng đầu có liên hệ với Prigozhin biến mất. Khi Putin cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi sự điềm tĩnh như thường lệ trong công việc, dường như có sự hỗn loạn đằng sau hậu trường, khi bè lũ bạo chúa ở Điện Kremlin giảm dần về số lượng. Và bây giờ người ta sợ rằng Prigozhin có thể là người tiếp theo trong một hàng dài các cuộc thanh trừng. Tướng Serge Shorovikin nổi tiếng với những cuộc điều động tàn nhẫn đã không xuất hiện kể từ ngày 24 tháng 6 giữa những tin đồn rằng ông biết về kế hoạch của Prigozhin, cựu chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine được gọi là tướng Azmedin được cho là đã chết sau khi biến mất gần 3 tuần và không nhớ đến sinh nhật của vợ. Người tiếp theo trong làn đạn của một Putin đầy hận thù được cho là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Yevkurov bộ quốc phòng vương quốc anh báo cáo rằng jefgurov đã vắng mặt một cách đáng chú ý trong sự xuất hiện trên truyền hình của lãnh đạo quân đội nga và thêm vào âm mưu kẻ thù không đội trời chung của prigozhin tướng gerasimov cũng đã biến mất khỏi tầm mắt tổng tham mưu trưởng đôi khi đã biến mất sau hậu quả hỗn loạn của các cuộc nổi dậy chớp nhoáng của wagner mặc dù gần đây ông đã xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn tại trụ sở chỉ huy quân sự kênh Raiba, một blog quân sự nổi tiếng của Nga được viết bởi cựu dịch giả quân đội Mikhail Zivchuk tuyên bố Jevsimov hiện đã không liên quan gì đến các hoạt động quân sự. Trong khi số phận của Prigozhin vẫn còn mờ mịt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Wagner đang bàn giao vũ khí của mình cho quân đội Nga. Đoạn phim xuất hiện cho thấy một đoàn quân Wagner đang di chuyển ở Nga 19 ngày sau cuộc hành quân bị hủy bỏ của họ ở Moscow. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê với bản tin Số phận của Prigozhin ra sao sau cuộc bạo loạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê